Thưa quý vị, cuộc thi thiết kế xây dựng nội dung tuyên truyền hai tập tài liệu về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát động được các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn xác định là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng quan trọng nên đã tích cực triển khai thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham gia, qua đó thiết thực nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng chuẩn mực về đạo đức hành vi cho mỗi người. Ngay sau khi có kế hoạch triển khai của Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngũ Hành Sơn, chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phát động cuộc thi cấp trường. Thầy, cô giáo và học sinh các khối lớp đã thực hiện hơn 50 tác phẩm infographics và video clip. Nhà trường đã tổ chức chấm trao giải cho các tác phẩm chất lượng và lựa chọn gửi tham gia cuộc thi. Thông qua cuộc thi thì em hy vọng rằng infographic của mình sẽ đến tay của tất cả mọi người dân để mọi người dân cùng thể hiện trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và em hy vọng rằng công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố Đà Nẵng sẽ ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng hơn. Với sự chỉ đạo triển khai đồng bộ, tuyên truyền đa dạng phong phú của các cơ quan, đơn vị địa phương, cuộc thi đã đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân tham gia dự thi. Đồng thời, theo kế hoạch, việc tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu sẽ tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đồng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân rất là hưởng ứng, bởi vì đây là cũng là một cái hình thức tuyên truyền theo cái hướng hiện đại, và thông qua cái video clip và infographic thì những cái nội dung tuyên truyền của chúng ta là truyền tải một cách là có cái sáng tạo và ngắn gọn, dễ hiểu. Trên cơ sở đó thì tạo cái sự đồng thuận của toàn xã hội, cái hiệu ứng để tham gia công tác phòng chống. Quận Ngũ Hành Sơn xác định việc nỗ lực lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính là đợt truyền thông cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành địa phương, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.